Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 5, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ ba lãnh đạo Canada, Ấn Độ, Comoros cũng như có bốn cuộc gặp với các tổ chức kinh tế, tập đoàn lớn. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước tiến triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam. Canada, trong đó hợp tác thương mại là điểm sáng với kim ngạch song phương đạt trên 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 1973-2023, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, trong đó ưu tiên tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng cường hỗ trợ phát triển, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, giao lưu nhân dân. Đồng thời, thủ tướng đề nghị Canada hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, hai bên cũng có thể ký kết các thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Hai thủ tướng cho rằng, càng khó khăn, khủng hoảng, kinh tế thế giới chậm phục hồi, các nước, trong đó có Canada và Việt Nam càng cần kết nối, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Canada vào sự phát triển của quốc gia này. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đồng thuận cao với các đề nghị phía Việt Nam về các biện pháp thúc đẩy quan hệ, trong đó duy trì thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam trong khuôn khổ hiệp định CPTPP và các khuôn khổ khác. Ngày 20 tháng 5, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành phòng trưng bày thực tại mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên, sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung, việc đưa vào hoạt động phòng trưng bày thực tại mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, người lao động, người học đang sinh hoạt, học tập, công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến 31 tháng 5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dòng đại rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong thời kỳ từ ngày 26 đến 28 tháng 5, tổng lượng mưa dự báo trong 10 ngày tới dao động từ 70 đến 120 mm, có nơi cao hơn 120 mm nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 34 đến 36 độ C, riêng miền đông có nơi hơn 36 độ C. Từ ngày 21 đến 31 tháng 5, mực nước tại các trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm và phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo chiều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,15, tại Châu Đốc 1,30 m, ở mức tương đương trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong thời kỳ dự báo 21 đến 31 tháng 5. Mực nước trạm Vũng Tàu dao động ở mức trung bình, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,6 đến 3,8 mét. Thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 2 đến 4 giờ và từ 10 đến 15 giờ hàng ngày. Dự báo, từ ngày 21 đến 31 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Độ mặn phổ biến tại các trạm ở mức cao hơn so với độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2022. Chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn tại các cửa sông chính như sông Vàm Cỏ Đông, vòm cỏ tây phạm vi xâm nhập mặn 35 đến 47 km, sông cửa tiểu, cửa đại 25 đến 30 km, sông hàm luông, sông cổ chiên 30 đến 36 km, sông hậu 30 đến 35 km, sông cái lớn 45 đến 50 km. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G7. Các nhà lãnh đạo và các đối tác hợp tác đã thảo luận nhiều vấn đề trong khoảng 20 phiên họp tập trung vào vấn đề an ninh kinh tế, hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi còn gọi là các nước khu vực Nam bán cầu, năng lượng, nghèo đói. Phiên họp với các đối tác là nước đang phát triển và mới nổi hàng đầu đã tập trung nhiều chú ý của dư luận. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng trong bối cảnh khu vực Nam bán cầu đang được quan tâm, việc tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế của G7, đồng thời đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng là điều hết sức quan trọng. Theo đó, các nước G7 sẽ hợp tác với các thành viên trong nhóm G20 tạo ra nhiều thành quả cụ thể trong các vấn đề về lương thực, phát triển, y tế, năng lượng, đầu tư cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển và mới nổi. Các nhà lãnh đạo G7 cũng đã đề cập tới an ninh kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời nêu bật vai trò chủ đạo của các nước thành viên đối với việc hồi phục kinh tế thế giới. Chính phủ Nhật Bản cũng chính thức thông báo Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ trực tiếp tham gia vào phiên thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến xung đột Nga Ukraine vào ngày 21 tháng 5. Hội nghị này có sự tham của 8 nước và các tổ chức là khách mời của hội nghị. Dự kiến ông Zelensky sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của các nước G7 liên quan đến vấn đề đất nước hiện nay, đồng thời hội đàm riêng với Thủ tướng Kishida Fumio. Việc Tổng thống trực tiếp đến Nhật Bản đã tập trung sự chú ý của truyền thông Nhật Bản và quốc tế trong những ngày qua ngày 21 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ ra tuyên bố chung trong đó đề cập tới vấn đề an ninh kinh tế, môi trường toàn cầu, xung đột Nga Ukraine. Chủ tịch G7 là Nhật Bản sẽ tiến hành họp báo, công bố kết quả hội nghị. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2023, tại thành phố tỉnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết yêu cầu phía trung quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân việt nam bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân các nạn nhân sớm thông báo cho gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao cục lãnh sự và tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đang tích cực theo sát vụ việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan việt nam và trung quốc triển khai các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xử lý vấn đề hậu sự. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, Đảng Bộ trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam tổ chức lễ kết nạp đảng cho 7 quần chúng ưu tú, trong đó có 4 học sinh xuất sắc. Các học sinh được kết nạp đảng gồm Nguyễn Phương Dung, Trung Hoa Bảo Trâm cùng học lớp 12 chuyên sử, Nguyễn Hoàng Đàm Thiên lớp 12 chuyên toán 1 và Quảng Thiện Hưng lớp 12 chuyên địa. Đây là đều là những học sinh không chỉ nỗ lực đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập, rèn luyện mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua. Trong đó, học sinh Chu Hoa Bảo Trâm là ủy viên ban chấp hành thành đoàn Hà Nội, ủy viên ban chấp hành quận đoàn Cầu Giấy, phó bí thư đoàn trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trâm đã đạt các danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2018, huy hiệu cháu ngoan bác hồ cấp trung ương năm 2020, cán bộ đoàn tiêu biểu thủ đô năm 2022, cùng nhiều dấu ấn nổi bật trong các hoạt động cấp quốc gia. Em Nguyễn Phương Dung là học sinh có kết quả học tập ấn tượng, say mê tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc, nhiệt quyết trong các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua của đoàn trường. Vậy em Nguyễn Hoàng Đàm Thiên đạt nhiều thành tích học tập và nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế, là chủ nhiệm câu lạc bộ thắp sáng tài năng của Viện Nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kiểm định chất lượng. Phần cuối bản tin mời quý vị cùng đến Vịnh Lan Cô, nơi đây được xem là một trong những địa điểm nên đến trong chuyến đi Huế. Lăng Cô có vẻ đẹp duyên dáng và bình yên ngay từ góc nhìn trên đèo Hải Vân và khi đến gần hơn, du khách sẽ bị choáng ngợp trước hương vị thanh khiết của biển và nồng nàn của gió cứ thế sọc thẳng vào mũi, thật dễ làm người ta ngơ ngẩn. Lăng Cô để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách khi đến với Huế bởi màu nước xanh lơ của biển, bờ cát vàng mịn màng lấp lánh dưới nắng và cả những ngôi nhà đỏ nổi bật giữa nền trời. Lăng Cô cứ mãi xinh đẹp, phóng khoáng và ngọt ngào như cái tình mến khách của người dân vạn chài, làm bước chân người đã đến cứ chùng chình chắn muốn xa được bình chọn là vịnh biển đẹp nhất thế giới. Những dải cát trắng mịn, nước biển trong xanh, êm đềm là nơi bạn đắm mình trong làn nước cảm nhận sự hòa quyện với thiên nhiên yên bình nơi đây. Từ trung tâm thành phố Huế bạn chỉ mất 30 phút di chuyển dễ dàng ra ngoài thành Huế là có thể đến với bãi biển tuyệt đẹp. Hoặc bạn có thể đặt phòng khách sạn Huế gần biển Lan Cô để hòa mình với thiên nhiên nơi đây. Nằm ở giải đất hẹp miền Trung Việt Nam, Huế là thành phố có bề dày văn hóa lâu đời, những cảnh quan thiên nhiên đẹp và hữu tình cùng quần thể di tích lịch sử được thế giới công nhận đã từ lâu huế đã được biết đến như một địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và ngoài nước nhắc đến huế người ta mơ tưởng về vùng đất mộng mơ có chút dịu dàng và trầm mặc luôn đem đến cho những du khách lỡ mến thương xứ huế một cảm giác bình yên khó tả quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt